Lâu nay nghề câu mực của người dân Khánh Hòa được xem là một trong những nghề giúp cho bà con nơi đây cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập. Theo ghi nhận, những ngày qua, các tàu thuyền của người dân Khánh Hòa bước vào cao điểm mùa câu mực. Nhiều tàu đã trúng mực khổng lồ với các con mực nang nặng từ 2 đến 3 kg mỗi con, khiến nhiều người vô cùng phấn khởi. Những ngày này, tại cảng cá dân sinh phường Vĩnh Trường, Nha Trang, nơi các tàu câu mực biển khơi trở về cập bến, những con mực nang khổng lồ được mang giao cho các bạn hàng thương lái. Mùa câu mực năm nay nhiều tàu trúng rất nhiều mực, trong đó hầu hết đều là các con mực nang khổng lồ, mỗi con nặng từ 2 đến 3 kg. Trên bến, các bạn hàng phấn khởi, tất bật rửa và cạo sạch lớp vỏ bọc bên ngoài con mực. Do mực nang khổng lồ có ưu điểm là thân rất to, thịt dày nhất trong các loại mực, có vị rất ngọt và giòn, được thị trường trong và ngoài nước ưa thích, nên giá bán cho tiểu thương tăng hơn so với các loại mực khác, tức từ 180.000 đồng đến gần 300.000 đồng một ký mực nang tươi, tùy theo kích cỡ, con càng lớn thì giá càng cao. Ngoài ra, nang của mực nang, tức nang mực, còn làm thuốc chữa được nhiều căn bệnh, nên bạn hàng luôn thu gom riêng để bán kiếm thêm thu nhập. Theo người dân cho biết, khu vực khai thác mực nang hàng năm là trên các vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, và mực nang ngoài tiêu thụ thị trường trong nước còn được xuất khẩu sang nhiều nước châu Á.